Hợp, lan dạ hợp các bạn ơi. Cây rất là đẹp luôn ạ. Cây cao khoảng tầm 30 cm các bạn nha. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu lan dạ hợp ạ, cây rất đẹp như này. Đây. Đây là những cái chậu lan dạ hợp. Thì vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình các bạn nhá. Hàng lan dạ hợp hay còn gọi trong miền Nam người ta gọi cái cây này là cây trứng gà đấy bạn ạ. Cái hoa nó màu trắng tròn khum khum rất là đẹp, nữa nữa là cái mùi thơm của nó, cái hoa này rất là thơm nhé bạn nha. Các bạn có nhu cầu muốn mua lan dạ hợp thì alo ạ.